Khuya 31 tháng 1, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường Bình Quế phường 28. Theo ghi nhận chỉ trong thời gian ngắn, cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức khủng. Theo đó, 21 giờ 15 phút tổ công tác ra hiệu dừng xe với chị C, sinh năm 1984 ngụ quận Nhất. Qua kiểm tra nồng độ cồn, chị C có mức nồng độ là 0,246 mg trên 1 lít khí thở. Chị xe cho biết chị đang về nhà tại quận nhất sau khi đi đám tang một người bạn và có uống hai lon bia. Với lỗi vi phạm trên, chị C bị lập biên bản vi phạm hành chính với số tiền 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng, tạm giữ xe 7 ngày. Vài phút sau, người đàn ông điều khiển xe máy biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy hướng về cầu Thanh Đa trong tình trạng say xỉn, chệt choạn. Mức vi phạm nồng độ cồn của người này là 0,623 mg trên 1 lít khí thở. Tuy nhiên, sau khi có kết quả nồng độ cồn, người đàn ông này từ chối vào bàn làm việc để lập biên bản, người này cũng từ chối cung cấp các giấy tờ tùy thân. Khi các cảnh sát giao thông yêu cầu tên tuổi, ông này trả lời mình là người vô danh, người không tên. Sau nhiều lần thuyết phục, người này mới hợp tác khai họ tên và đồng ý ký vào biên bản. Với vi phạm này, người đàn ông bị tước bằng lái 24 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và bị xử phạt 7 triệu đồng.